Hey, mình là Sáng, Konnichiwa. Trước đây mình có đăng một cái video trên fanpage của Dũng Moody về cách phân biệt những cái phó từ khó trong trình độ N3, N2, N1. Có khoảng 5-6 từ gì đấy thôi, kiểu như là Asari, Shikari, Batari, Kukiri, các kiểu thế. Mà không ngờ rằng 6.000 lượt like và 2.000 lượt share video đấy, mình cực kỳ bất ngờ. Và từ video đấy mình mới nhận ra là hóa ra các bạn đang học tiếng Nhật cực kỳ khó khăn trong cái việc nhớ những phó từ khó của trình độ từ N3 đến N1. Và đã như vậy thì mình quyết định là sẽ chơi lớn. Mình sẽ làm một video này về 15 phó từ, không phải là 5-6 nữa, 15 phó từ rất hay gặp, cần nhớ nhất và khó nhớ nhất đối với các bạn trong những trình độ này. Và đặc biệt là sẽ mỗi từ sẽ đều có cách nhớ của nó. Wow, lần đầu tiên luôn đấy, có cách nhớ của nó. Và cuối video, các bạn nhớ xem cuối nhé, sẽ có những bảng tổng hợp từ này nghĩa là như này và cách nhớ như thế này, để giúp chúng ta là ok, xem xong vẫn nhớ được rồi. Ví dụ vài tháng sau quên thì chỉ cần mở cái ảnh chụp màn hình ra, chúng ta lại nhớ luôn trong phút chốc đó. Cho nên hãy nhớ xem cuối và ấn like và share nhé. Thế thì mình sẽ chia những phó từ này theo từng nhóm đó để cho các bạn dễ nhớ. Đầu tiên, nhóm 1 là nhóm gì ạ? Nhóm 1 là những nhóm có đuôi kiri ở cuối, kiri né. Và có điều cực kỳ thú vị, bây giờ mình nhận ra đó là những cái từ có kiri này thì hầu hết đều có ý nghĩa là rõ, đều có ý nghĩa giống nhau là rõ nhá. Thế nào thì bây giờ chúng ta nói, đầu tiên thằng hakiri nó cũng là rõ. Rõ gì ạ? Nói rõ ra, nói thẳng ra đó, không có nói ai mai, không có nói ngập ngừng chần chừ, không có nói vòng vo, mà nói rõ ra, nói thẳng ra đó. Nó có nghĩa là rõ, là thẳng, hay là hiểu một cách rõ ràng. Hakiri to wakaru cũng dùng được đó. Ii desu ne. Thì cách nhớ của cái hakiri này có ha, đúng không? Ha đằng trước, ha này trong hẳn, nói rõ, nói hẳn ra, đúng không? Ha trong hẳn đó là nhớ được thằng hakiri. Thế tiếp theo này, mekiri. Mekiri cũng là rõ, nhưng nó là rõ rệt, tự nhiên lạnh lên rõ rệt, đúng không ạ? Nóng đi rõ rệt, giảm rõ rệt, tăng rõ rệt đó. Nanka mekiri samuku natte kimashita ne, tự nhiên đột ngột lạnh lên nhở, tự nhiên lạnh hẳn lên nhở, đúng không ạ? Lạnh rõ lên nhỉ. Thì nhớ cái mekiri giống một cái từ nó hơi gần nghĩa với nó là mecha, me trong mecha nè, lạnh hẳn lên, tức là rất lạnh, đúng không? Giảm hẳn đi, mecha sagaru, giảm rất là nhiều, tức là gì? Giảm hẳn đi trông thấy đấy, mekiri sagaru nè. Nó không đồng nghĩa 100%, nó rất là gần nghĩa nhau và đều có me đằng trước. Nhớ như vậy nhá. Tiếp theo, cũng một thằng cũng có nghĩa là rõ, đó là gì ạ? Kukiri là nhìn một cách rõ ràng. Ô, nhìn rõ thế, đúng không ạ? Fujisan ga kukiri miete imasu ne, nhìn rất là rõ núi Phú Sĩ nhỉ. Ii desu ne. Và cứ nhớ kiểu gì ạ? Cứ là cứ nhìn mãi thì sẽ thấy rõ. Cứ nhìn mãi thì sẽ thấy rõ. Ii desu ne. Hay. Và ba từ trong cái nhóm 4 từ có kiri là đã có nghĩa là rõ rồi. Chỉ có một thằng cuối cùng nó không nghĩa là rõ, đó là skiri. Thế skiri nghĩa là gì ạ? Skiri nghĩa là thoải mái. Và thoải mái này, khi mà thoải mái chúng ta rũ bỏ được cái gì đó. Tại sao mình nói là rũ bỏ? Vì rũ bỏ được những cái suy nghĩ, những cái áp lực trong đầu thì chúng ta cảm thấy thoải mái. Lúc này chúng ta nói là skiri shita đó. Hoặc rũ bỏ được những cái vết, những cái bẩn trong người, mồ hôi các kiểu, khi mà chúng ta mới tắm xong thì chúng ta tắm xong nó cảm thấy thoải mái. Lúc này chúng ta nói là gì ạ? Skiri shimashita ne. Đó, thoải mái khi rũ bỏ được cái gì đó, chúng ta dùng skiri. Và vì rũ bỏ nó là vứt đi, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy nhớ là skiri sư trong steru. Steru, vứt đi, rũ bỏ. Ok, đó là nhớ được cả một cái nhóm có kiri ở cuối rồi. Tiếp theo là cái nhóm 3 từ có kari ở cuối. Cái nhóm này là cái nhóm mà rất là nhiều bạn kêu, với các bạn dễ nhầm. Đầu tiên này, ukkari. Ukkari là lỡ, là không để ý mà chót làm việc gì đó. Rất là hay đi với cả với cụm đó gì ạ? Ukkari wasuremashita. Quên bén thì mất, lỡ quên đi mất, do không để ý, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Không để ý mà đã chót ăn mất cái gì đó, không để ý mà chót buột miệng nói ra cái gì đó, đều dùng được. Cái cách nhớ của ukkari có ư, đúng không ạ? Ư này trong ù ờ lơ đễnh và chót làm việc gì đó. Nên. Tiếp theo, sukkari. Sukkari này nghĩa là toàn bộ, bằng với cả subete, tất cả. Né. Sukkari wasuremashita cũng dùng được. Ukkari dùng được, đi với cả wasureru.
Sukari cũng đi với cả Wasureru được. Đó, hai anh này đều đi với Wasureru được. Né. Nhưng mà cái Sukari của cái Wasureru của Sukari nó nghiêng về cái phía là gì? Quên hết đi. Quên hết mất rồi. Không còn nhớ tí nào nữa. Đó, nó nhấn mạnh cái việc đó. Và Sukari ngoài nghĩa là tất cả, nó còn có nghĩa là chuyển hẳn sang một trạng thái nào đó. Tôi nhìn ra ngoài trời. Sukari haru desu ne. Sukari natsu desu ne. Nhìn ngoài trời. Ồ, trời sang hẳn mùa xuân rồi. Không còn thấy lạnh nữa. Hoa nở bắt đầu nở rồi. Đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta dùng là gì ạ? Sukari. Đó. Và cách nhớ Sukari có sư đầu tiên. Sư này trong subete. Tất cả. Đấy. Ii desu ne. Tiếp theo. Shikari. Shikari là làm rất là quen với các bạn đúng không? Làm cẩn thận, làm chuẩn chỉ, làm nghiêm túc. Và hay có một câu hay nói là gì ạ? Shikari shite kudasai ne. Hãy làm cẩn thận nhé. Làm ăn cẩn thận, làm ăn chuẩn chỉ nhé. Thì là gì ạ? Shikari shimasu. Thì shi này, shi của shikari này trong shimasu. Đó là cách nhớ. Ii desu ne. Hay, xong một cái cụm nữa rồi. Tiếp theo này, lấy cụm có sori ở cuối. Sori chúng ta có kosori và gesori. Gesori trước đi, phải thành cực kỳ dễ nhớ. Gesori nghĩa là gầy sộp hẳn đi, gầy hẳn đi. Nghe quen không? Gesori, gầy sộp đi. rất là nè. Rất là dễ nhớ đúng không? Nó gần như kiểu là cái tiếng Nhật nó sinh ra vì trong tiếng Việt nó có cái đấy đúng không? Gesori, gầy sộp đi. Hai. Một cái nữa kosori là lén lút làm gì đấy trong nhẹ nhàng, trong im lặng để người ta không biết. Nó bằng với cả cái từ lái koso koso đều bắt nguồn từ một cái nguồn thôi. Koso koso và kosori đều là làm gì đấy lén lút. Đó. Thì cô này mình chế ra là gì ạ? Cô trong cố tình. Cô trong cố tình lén lút làm việc gì đó. Tiếp theo là cái nhóm batari ở cuối gồm batari và pitari. Batari là gì ạ? Bằng với cả guzen, tình cờ. Hay dùng cái cụm là batari aimashita, rất là tình cờ gặp anh ta. Đó, hay là cái gì đấy nó bất ngờ, xảy ra cái chuyện gì đó bất ngờ mà mình không ngờ tới, cũng dùng là batari này. Nè, cách nhớ của thằng này là gì ạ? Bata đúng không? Tình cờ gặp bata, batari. Hay. Tiếp theo pitari. Pitari nghĩa hay dùng nhất của nó là vừa khít cái gì đó. Vừa vặn, vừa khít. Đó, quần áo mặc rất là vừa cũng dùng được. Hay là trừu tượng hơn đúng không ạ? Công việc cực kỳ phù hợp với tôi cũng dùng pitari này. Đó, và vì nó vừa khít và có chữ pi ở đằng trước cho mình đặt cách nhớ của nó là gì ạ? Bịt sao cho nó vừa khít. Pi mà, bịt sao cho nó vừa khít. Hay. Cuối cùng là cái nhóm có 4 từ chả liên quan quá đến nhau cả, nhưng vẫn có cách nhớ cho các bạn. Đấy, 4 cái nhóm từ cuối này. Đầu tiên là từ kichiri. Thực ra thằng kichiri này và thằng kichinto nếu các bạn học rồi là một hai thằng có nó đồng nghĩa nhau và cùng bắt nguồn từ một cái nguồn đấy. Kichi nhá, có kichi, kichiri và kichinto. Nghĩa là nó là gì ạ? Là đúng này, là chuẩn này. Nó có nghĩa là được sắp xếp một cách đúng, một cách chuẩn này, hay là thời gian, số lượng cái gì đấy nó chuẩn, nó đúng, nó chính xác. Đó. Đấy. Cho nên ở đây có từ kichi thì mình nhớ là cái kỳ và chữ chỉnh. Kỳ công chỉnh làm sao cho nó chuẩn, cho nó đúng số lượng, chất lượng. Ii desu ne. Kỳ công chỉnh kichiri, kichinto. Tiếp theo gishiri. Gishiri là hay đi với cả tsumeru, tha động từ, hoặc là gì ạ? Tsumaru là tự động từ. Nhèn, len chặt, ghi chặt, nhét chặt cái gì đó. Đấy, hay là gì ạ? Lịch trình. Kiểu cái trừu tượng dùng được, nghĩa bóng dùng được, lịch trình được nhét được nhét rất là đầy trong cái cuốn lịch cũng dùng là gì ạ? Yotei ga gishiri to tsumatteru. Ok? Đó. Thì ở đây có ghi đúng không? Ghi mình nhớ là ghi chặt. Ghi chặt, len chặt, gishiri to tsumeru. Ii desu ne. Hai. Tiếp theo này. Asari. Asari là có hai nghĩa này. Nghĩa hay dùng nhất là nhạt. Nhạt và đồ, trong đồ ăn ấy. Đối nghĩa của nhạt là gì ạ? Koteri. Rất là đậm. Rất là đậm, rất là nồng. Koteri. Còn asari là nhạt. Và một cái nghĩa nữa là dễ dàng làm gì đó. Dễ dàng chấp nhận việc gì đó. Dễ dàng từ chối cái lời nhờ của ai đó chẳng hạn. Đó. Thì cái nghĩa nhạt này, Việt Nam chúng ta hay nói, ông bà hay nói gì ạ? Nhạt như nước ốc. Người Nhật thì là ít ăn ốc, người ta hay ăn gì ạ? Ngao với cả hến. Ngao với hến là gì ạ? Asari. Không có ngắt âm là asari nhá. Asari. Tức là gì? Nhạt như nước ngao. Asari ga asari shiteru. Asari ga asari shiteru.
Đó là cách nhớ của Asari. Né. Ngào rất là nhạt, nhạt như nước ngào. Cuối cùng, chúng ta đến với cả Sappari. Sappari này hay đi với cụm Sappari wakaranai, hoàn toàn không hiểu tí gì. Đó, Sappari này có nghĩa là hoàn toàn nhá. Sappari wakaranai. Ngoài ra Sappari suru. Né, nó là nếu mà nó là Sappari suru thì nó có nghĩa là cái hương vị nó rất là mát, nó rất là thanh. Đó, ăn những cái món đồ ví dụ mùa hè bố mẹ bảo là ăn đồ nào nó mát mát, nó thanh thanh một chút thì nó là cái Sappari này. Né. Và các bạn đi Sapa bao giờ chưa? Sapa rất là mát đúng không? Thì Sappari cũng rất là mát, cũng rất là thanh. Hay. Đó là 15 từ. Và mình tin rằng chỉ qua một video này thôi, các bạn sẽ nhớ những từ này cực kỳ dai và cực kỳ lâu đấy ạ. Và nếu mà các bạn muốn một cái series kiểu từ vựng như này thì hãy nhớ ấn like và share nhé. いいですか皆さん。しっかりといいねをしてくださいね。しっかりと。はい。ではまた、後で、後でじゃない。次回でお会いしましょう。バイバイ。